mẫu chuyện Nghệ thuật bắt ve. Mùa hạ, Khổng Tử dẫn các môn sinh đến nước Sở, đi qua một khu rừng dày mịt. Họ ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, lắng nghe ve sầu ca hát. Tình cờ Khổng Tử nhìn thấy ông lão cưỡi lạc đà đi tới và dừng lại dưới một cội cây. Ông thận trọng nín hơi im tiếng, bắt ve bằng cái vợt máng trên đầu sào dài. Ông già đưa tay gỡ lấy ve trong vợt, thao tác thật nhanh lẹ, dễ dàng. Khổng Tử nhìn bắt mê, rồi không nhịn được, cất tiếng hỏi: "Tiên sinh, ông bắt ve khéo và tài quá, chẳng biết có bí quyết gì đặc biệt chăng?" Ông già đáp: "Đương nhiên là có. Ve là loài côn trùng rất thính, chỉ cần nghe hơi thoáng nhẹ qua là nó bay liền. Bởi vậy, muốn bắt ve á, trước tiên là phải luyện tập cách cầm vợt sao cho mềm mại, nhuần nhuyễn, đồng thời cử động phải thật nhẹ, nhanh gọn. Muốn được vậy, phải tập ít nhất 5-6 tháng. Cho đến bao giờ thử đặt hai hột châu lên đầu trúc, ta cử động mà nó không rơi, thì xem như có thể bắt ve. Nhưng lúc này, được một con thì sảy một con. Cứ tập thế mãi một thời gian. Khi nào đặt ba hột châu trên đầu ngọn trúc, ta cử động mà châu không bị rơi, thì xem như bắt 10 con chỉ sảy có một con à. Rồi đến khi nào đặt 5 hột châu lên trên đỉnh sào mà ta cử động, châu vẫn còn nguyên không rớt, thì việc bắt ve kể như thành công. Hễ bắt đâu là dính đó, không sảy con nào." Khổng Tử nghe nói gật gù mãi. Các môn sinh vây quanh nghe kể, kinh ngạc đến há hốc mồm, vì không ngờ nghề bắt ve cũng lắm công phu. Ông già nói: "Không chỉ có thế đâu nha. Lúc mà đứng dưới cây rình á, thì phải hết sức cẩn thận, không được gây ra tiếng động. Nghĩa là lúc này thân và tay đều giống như cây khô á. Quan trọng nhất là tâm phải tập trung chuyên nhất nè. Bất kể bên ngoài trời đất như thế nào, ta chỉ nghe có tiếng ve kêu nè. Bất kể cảnh vật xung quanh hỗn tạp như thế nào, ta chỉ biết có con ve. Bất kể chung quanh loạn động như thế nào, đều không làm tinh thần ta phân tán. Nếu đạt được như vậy thì việc bắt ve chẳng còn khó nữa." Khổng Tử nghe ông già nói, khen ngợi không tiếc lời, rồi quay qua bảo môn sinh: "Các người phải học theo cách bắt ve của ông lão đây. Ông nhờ tập trung cao độ, chuyên tâm chú ý tỉ mỉ từng chút, không có gì để phân tâm. Nhờ vậy mà tài nghệ mới đạt đến đỉnh điểm, kiệt xuất thần kỳ." Theo Nhân Sinh Chân Vị của Lâm Thanh Huyền. Ha ha ha,